con bọ ngựa, hay còn gọi là con ngựa trời, các bạn đã từng nghe lời đồn rằng. Khi gặp nó ai mà làm tổn thương đến nó, nó sẽ trả thù bằng cách bay đi tìm cục than đốt nhà thằng đó. Hồi xưa trong xóm tụi tôi ở toàn nhà lá, thằng nào lỡ làm nó gãy chân một cái thì lo mà cầu trời và khóc ẩm ỉ xin lỗi nó.